Ngày 25 tháng 4, Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức chương trình Ngày hội Cảm ơn Người lao động, Hội thi tay nghề Đầu bếp Công an Nhân dân giỏi lần thứ 2 và chương trình Bữa cơm Công đoàn trong Công đoàn Công an Nhân dân năm 2024 nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân. Trong năm 2023, Công đoàn Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức 40 chương trình cảm ơn công nhân lao động trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức thăm khám sức khỏe cho hơn 500 lượt công nhân, tổ chức hàng trăm gian hàng phúc lợi cho đoàn viên, thu hút hơn 10.000 lượt tham gia, thăm hỏi hơn 24.000 lượt người lao động, trao tặng 2.000 suất quà cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, cùng 6 nhà mái ấm công đoàn, 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo có gia đình chính sách. Tiếp nối những thành tích kết quả đã đạt được trong năm 2023, năm 2024, Công đoàn Công an Nhân dân sẽ tiếp tục phát động các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động theo sát mục tiêu đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết và tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và các chuỗi cung ứng. Tối qua, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cùng nhiều đơn vị tổ chức lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tại buổi khai mạc tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hai bộ phim được trình chiếu mở màn là Đào, Phở và Piano và bộ phim tài liệu Đồng hành cùng lịch sử. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra tuần phim từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 4 sẽ chiếu các bộ phim khác như Tiểu đội Hoa Hồng, Ký ức Những người truyền lửa. Tuần phim còn có các hoạt động phong phú khác như giao lưu với đoàn làm phim, chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân, giới thiệu và trưng bày một số tư liệu về đoàn làm phim tài liệu và nhiếp ảnh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm ghi nhận những đóng góp quý giá của các cán bộ nghệ sĩ thế hệ đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam đã tham gia chiến dịch. Thông qua các tác phẩm điện ảnh, tuần phim nhằm tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời nêu cao vai trò, ý nghĩa lịch sử vẻ vang của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống Pháp. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình giao lưu truyền thống với chủ đề Từ Điện Biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của nhân dân Sài Gòn Gia Định. Các bạn trẻ đã được nghe các nhân chứng lịch sử kể về sự anh dũng, kiên trung của thế hệ cha ông đi trước trong những tháng ngày chiến đấu quyết liệt tạo nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Xúc động khi được nghe kể về diễn biến cam go trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, các bạn trẻ Thành phố Hồ Chí Minh càng thêm tự hào trước sự chiến đấu anh dũng, kiên trung của thế hệ cha ông đi trước. Em rất là hãnh diện và rất là tự hào khi mình được nghe những nhân chứng lịch sử, được tìm hiểu thêm lịch sử dân tộc của ta và đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ khi ấy đã là hạt nhân lan tỏa mạnh mẽ và tiếp thêm tinh thần kháng chiến cho phong trào đấu tranh yêu nước của quân và dân cả nước. Trận đánh Điện Biên Phủ của 54 đó là một cái sự kiện mà thế hệ ngày hôm nay không thể quên được. Các thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta cái sự là bình yên, hạnh phúc. Chúng ta ngồi đây các bạn sẽ được học tập và chúng ta sẽ được tiếp thêm những cái sức mạnh của các cô chú mình, các ông bà thế hệ mình đi trước. Tôi thấy đó làm cảm hứng và niềm tự hào để mình tiếp bước con đường của mình và giáo dục con em của mình, rồi tới giáo dục thế hệ trẻ. Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục lịch sử dành cho các đoàn viên. Trong đó, từ nay đến giữa tháng 5 2024, Thành đoàn cũng tổ chức triển lãm trên không gian mạng với chủ đề Điện Biên Phủ, Khát vọng non sông, trưng bày các kỷ vật, tài liệu, diễn biến chiến dịch và các video lịch sử về Điện Biên Phủ.